Lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không về dịch bệnh Corona. Hiện tại bệnh dịch đang hoành hành, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Thứ nhất, chúng ta phải nên đối mặt với sự thật về dịch bệnh hiện nay đang hoành hành như thế nào. Phật Bồ Tát dạy chúng ta, trước tiên hãy nên giữ cho tâm bình tĩnh trở lại, đừng hoảng sợ, đừng kinh hãi. Thứ hai, nếu như bệnh dịch thực sự lan rộng đến khắp khu vực, việc làm tốt nhất là không nên ra ngoài, ở trong nhà và tu tập, khiến cho tâm trở nên thanh tịnh hơn. Đây là điều vô cùng quan trọng. Tâm địa nhất định phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì có thể miễn dịch, không thể truyền nhiễm. Thứ ba, nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện. Đây là cái gốc. Tại sao vậy? Trong giáo lý Đại Thừa, Phật thường nói tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta giữ gìn tâm ý thanh tịnh và lương thiện. Cho dù bị nhiễm bệnh thì cũng không có ảnh hưởng gì, tự nhiên mà khỏi thôi. Thứ tư, tại làm sao lại như thế? Cảnh tùy tâm chuyển, vì tâm thanh tịnh và tâm từ bi có thể khiến cho virus chuyển biến thành những tế bào tốt đẹp. Vì vậy bạn không nên sợ hãi. Bạn có sợ hãi thì bạn sẽ bị bệnh tật dọa mà chết. Đây là quan niệm sai lầm. Thứ năm, chúng ta cần nuôi dưỡng tâm thanh tịnh và tâm từ bi. Đây là những gì mà người thời nay thường nói để tăng cường khả năng miễn dịch của chính chúng ta. Thứ sáu, chúng ta niệm kinh hay làm việc siêu độ, tổ chức pháp hội cầu tiêu tai miễn nạn. Đây là cái ngọn không phải cái gốc. Như vậy có hiệu quả hay không? Có hiệu quả. Nó có thể làm giảm tai nạn này một chút, có thể thay đổi tình thế tai nạn này một chút, nhưng vẫn không thể tiêu trừ tai nạn. Thứ bảy, làm thế nào để phân biệt đâu là ngọn và đâu là gốc? Đó là bạn có thể chân chánh tu hành, chân thật tinh tấn. Đây chính là gốc. Tâm thanh tịnh của chúng ta và lòng từ bi của chúng ta thì không thể mất đi. Điều quan trọng là mỗi ngày đều tăng trưởng. Điều nguyện thanh tịnh của bản thân chính là vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Niệm niệm đều nghĩ cho người khác mà không phải vì cầu cho bản thân mình. Luôn luôn nghĩ nhớ mà không hề thối chuyện. Đây chính là cái gốc vậy. Thứ tám, cho dù thế gian hiện tại có nhiều tai nạn thì bạn cũng không bị nhiễm phải nó. Tại sao vậy? Vì bạn đã không tạo nên loại nghiệp chướng này. Dịch bệnh cũng chính là oan nghiệp. Nếu bạn cùng với họ không kết oan trái, họ nhất định sẽ không tìm đến bạn. Nếu bạn có kết oán với chúng sanh,
họ sẽ tìm đến bạn. Đây chính là cảm ứng đạo giao, tự hào không sai. Trích lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không về virus corona. Chuyển ngữ vòng tay, người đọc Thích Chân Hạnh. Ra rồi, có rất nhiều người nghe rồi sợ hãi, kỳ thật là sai lầm. Không cần phải lo sợ, nhất định bạn phải biết căn bệnh này từ đâu mà có. Bạn vốn là một người khỏe mạnh, làm sao lại bị bệnh? Trong đạo Phật nói bệnh có ba nguyên nhân. Loại thứ nhất là sinh lý. Trong ẩm thực của bạn, trong cách sống của bạn có chỗ sai lầm, khiến cho bị bệnh. Loại tật bệnh này thì bác sĩ có thể chữa trị cho bạn, giúp bạn phục hồi trở lại bình thường. Đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai, là oan thân trái chủ của bạn tìm đến bạn. Nó đến làm gì đây? Nợ mạng thì đền mạng, thiếu tiền thì đền tiền. Nó đến để đòi tiền đòi mạng. Dạng bệnh này bác sĩ không chữa được, nó không thuộc về sinh lý. Vậy phải làm cách nào đây? Điều giải. Cho nên trong tôn giáo có rất nhiều các vị truyền giáo giúp cho tín đồ chữa trị căn bệnh. Đại đa số là dạng bệnh này, đưa ra điều kiện điều tiết, đối phương tiếp nhận thì nó sẽ đi, bạn sẽ khỏi bệnh. Loại thứ ba gọi là bệnh nghiệp chướng, là bản thân bạn tạo tội nghiệp quá nhiều. Loại bệnh này rất phiền phức. Vì sao vậy? Bác sĩ chữa không khỏi, nó cũng chẳng thuộc về điều tiết, mà do chính bạn tạo nghiệp nặng, rất phiền phức. Bạn đi tìm các nhà truyền giáo để giúp, họ không giúp được, bởi vì nó không phải là điều tiết, mà do chính bạn tạo nghiệp sâu dày. Bạn phải bị báo ứng này. Nhưng vẫn còn có cách, đó là chân thật sám hối. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng, thật sự sám hối, thật sự sửa đổi lỗi lầm, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, thì vấn đề sẽ được hóa giải. Cơ thể của chúng ta bị bệnh, bạn biết được nguyên nhân vì sao, thì bạn sẽ có cách chữa trị. Phàm phu là nghiệp lực, đây nghĩa là có thọ mạng. Thọ mạng đến, bác sĩ cũng vô dụng. Bác sĩ giỏi đến đâu, họ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Nếu bác sĩ giỏi, người này thọ mạng đến, Diêm Vương sai quỷ vô thường đến bắt họ, bác sĩ kéo dài thọ mạng cho họ, như vậy Diêm Vương không phải là kẻ ngốc ư? Không có chuyện đó. Ngạn ngữ có câu: Diêm Vương bảo người
canh ba chết, không dám lưu lại đến canh năm, kéo dài thêm hai canh cũng không được. Đây nghĩa là thỏa mãn và tật định là hai vấn đề. Trong lúc bệnh, bác sĩ dùng sai thuốc cũng có thể khiến quý vị mất mạng. Nếu quý vị còn thỏa mãn, vẫn có thể cứ sống như thường. Thỏa mãn đến thì hết cách, không thể cứu sống. Người học Phật phải hiểu đạo lý này. Chúng ta ở thế gian này, việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật. Thân thị tố có ưu điểm, không bệnh mà chết. Khi chết không sanh bệnh. Bệnh này trong Phật Pháp nói có ba nhân duyên. Thứ nhất là bệnh về sinh lý. Bệnh này nhất định phải khám bác sĩ. Bác sĩ có thể chữa bệnh về sinh lý. Thứ hai là bệnh nghiệp chướng. Oán thân trái chủ tìm đến muốn trả thù quý vị. Trong quá khứ quý vị giết họ, bây giờ họ đến đòi mạng, muốn đến báo thù. Tình hình này rất nhiều. Bệnh này bác sĩ không trị được. Đây là oan nghiệp, không phải bệnh sinh lý. Bệnh này phải giải. Oán thân trái chủ chấp nhận giải, họ sẽ ra đi. Họ đi, bệnh quý vị lập tức lành. Loại thứ ba là bệnh túc nghiệp, là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay. Bệnh này phiền phức nhất. Không phải sinh lý, cũng không phải oán thân trái chủ, là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành. Nhưng vẫn có thể cứu chữa. Thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng, bệnh sẽ lành. Có ba nguyên nhân chúng ta phải khiến bản thân không sanh bệnh. Phải hiểu điều này. Cuộc sống về sinh lý có quy củ, có thể giảm ít. Ăn uống có quy củ, thứ hai là không kết oán thù với bất kỳ ai, lúc nào cũng hóa giải đối lập với tất cả chúng sanh, đừng tạo ra đối lập. Họ đối lập với ta không đối lập với họ thì sự đối lập này không thể thành. Thành lập nhất định là song phương. Quý vị đơn phương không đối lập với người khác, nó sẽ không thể thành lập. Phải có tâm từ bi, phải có lòng yêu thương. Thường thường nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, gọi là tâm đại từ bi. Hóa giải oan nghiệp. Thứ ba là khởi tâm đồng niệm, thuần tịnh thuần thiện, hóa giải tất cả nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Điều này có thể hóa giải tội nghiệp. Thân thể chúng ta sẽ không sanh bệnh. Trong kinh điển nói ba loại nhân bệnh, nói rất có lý.
Vậy thì tất cả pháp không rời tự tánh. Trong kinh điển Đức Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh điều này, chứng thực là thật, không phải giả. Từ đó cho thấy tu hành là tu điều gì? Khi ta thật sự hiểu rõ mới biết tu hành là tu tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chánh, không có gì không chánh. Nếu tâm ta lập tức xảy ra vấn đề, tâm không được lệch lạc, tâm không được tà ngụy. Tất cả lành dữ họa phước không cần đi hỏi người khác. Quý vị xem ý nghĩa này hay biết bao. Bồ Tát Pháp Tạng hỏi Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Thế Gian Tự Tại Vương Phật trả lời như thế nào? Ông hỏi bản thân ông, ông tự tư duy, ông tự nên biết, ông nên tự nhiếp. Quý vị xem hoàn toàn ở chính bản thân Ngài. Đức Phật không dạy Ngài, đây chính là chân thật dạy Ngài. Nếu quý vị hỏi việc lớn sanh tử, muốn hỏi lành dữ hòa phước, đời sau ta đi về đâu, Đức Phật sẽ nói hỏi bản thân quý vị. Bản thân quý vị khởi ý niệm gì? Hỏi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của quý vị sẽ hoàn toàn minh bạch. Đức Phật trả lời chính là ý này. Chúng sanh trong mười pháp giới, tất cả đều là tự làm, tự chịu, không được trách người. Trách người khác là có tội. Không ai dạy quý vị. Thánh hiền nhân dạy quý vị làm thiện. Yêu ma quỷ quái dạy quý vị làm ác. Họ dạy quý vị không tiếp nhận. Không sao. Họ dạy quý vị tiếp thu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta hành thiện, chúng ta tiếp thu, diệt tục. Yêu ma quỷ quái dạy chúng ta làm việc xấu, chúng ta không đồng ý. Không sao. Chúng ta tiếp nhận, quý vị tự làm, tự chịu. Tuy họ dạy quý vị nhưng không thể ép buộc quý vị làm. Cho nên vẫn là tự mình phải chịu trách nhiệm. Phật Bồ Tát khuyên quý vị làm thiện, quý vị tu thiện rất tốt. Phật Bồ Tát không bắt chúng ta cảm ơn. Vì sao? Vì tự quý vị làm. Quý vị không tự làm, Phật Bồ Tát cũng không thể cưỡng bức được. Phải hiểu đạo lý này. Bởi thế Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh không kể công. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh, sau cùng nói một câu, thật sự không có chúng sanh được độ. Họ được độ là việc của chính họ, họ chịu tu tập. Chính họ độ họ. Phật Bồ Tát nói lời chân thật. Các ngài chỉ khuyên mọi người, tự quý vị giác ngộ, quý vị tự quay đầu, tự quý vị hành thiện, tự quý vị đoạn ác, tự quý vị thành tựu, toàn là tự quý vị. Nếu Bồ Tát có thể cưỡng bức chúng ta làm theo, không phải mỗi người chúng ta đều không thể thành Phật ư? Họ không thể bức ép chúng ta. Bởi vì trách nhiệm phải tự mình gánh vác, không được đùn đẩy cho Phật Bồ Tát. Phàm phu là nghiệp lực. Đây nghĩa là có thọ mạng. Thọ mạng đến,
bác sĩ cũng vô dụng. Bác sĩ giỏi đến đâu, họ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Nếu bác sĩ giỏi, người này thọ mạng đến, Diêm Vương sai quỷ vô tường đến bắt họ, bác sĩ kéo dài thọ mạng cho họ, như vậy Diêm Vương không phải là kẻ ngốc ư? Không có chuyện đó. Ngạn ngữ có câu: Diêm Vương bảo người canh ba chết, không dám lưu lại đến canh năm, kéo dài thêm hai canh cũng không được. Đây nghĩa là thọ mạng và tật bệnh là hai vấn đề. Trong lúc bệnh, bác sĩ dùng sai thuốc cũng có thể khiến quý vị mất mạng. Nếu quý vị còn thọ mạng, vẫn có thể cứu sống như thường. Thọ mạng đến thì hết cách, không thể cứu sống. Người học Phật phải hiểu đạo lý này. Chúng ta ở thế gian này, việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật. Thân thể tốt có ưu điểm, không bệnh mà chết. Khi chết không sanh bệnh. Bệnh này trong Phật Pháp nói có ba nhân duyên. Thứ nhất là bệnh về sinh lý. Bệnh này nhất định phải khám bác sĩ. Bác sĩ có thể chữa bệnh về sinh lý. Thứ hai là bệnh nghiệp chướng. Oán thân trái chủ tìm đến muốn trả thù quý vị. Trong quá khứ quý vị giết họ, bây giờ họ đến đòi mạng, muốn đến báo thù. Tình hình này rất nhiều. Bệnh này bác sĩ không trị được. Đây là oan nghiệp, không phải bệnh sinh lý. Bệnh này phải giải. Oán thân trái chủ chấp nhận giải, họ sẽ ra đi. Họ đi, bệnh quý vị lập tức lành. Loại thứ ba là bệnh túc nghiệp, là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay. Bệnh này phiền phức nhất. Không phải sinh lý, cũng không phải oán thân trái chủ, là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành. Nhưng vẫn có thể cứu chữa. Thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng, bệnh sẽ lành. Có ba nguyên nhân chúng ta phải khiến bản thân không sanh bệnh, phải hiểu điều này. Cuộc sống về sinh lý có quy củ, có thể giảm ít. Ăn uống có quy củ, thứ hai là không kết oán thù với bất kỳ ai, lúc nào cũng hóa giải đối lập với tất cả chúng sanh, đừng tạo ra đối lập. Họ đối lập với ta không đối lập với họ thì sự đối lập này không thể thành. Thành lập nhất định là song phương. Quý vị đơn phương không đối lập với người khác, nó sẽ không thể thành lập. Phải có tâm từ bi, phải có lòng yêu thương. Thường thường nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, gọi là tâm đại từ bi.
hóa giải oan nghiệp. Thứ ba là khởi tâm đồng niệm, thuần tịnh thuần thiện, hóa giải tất cả nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Điều này có thể hóa giải tội nghiệp. Thân thể chúng ta sẽ không sanh bệnh. Trong kinh điển nói ba loại nhân bệnh, nói rất có lý. Vậy thì tất cả pháp không rời tự tánh. Trong kinh điển Đức Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh điều này. Chứng thực là thật, không phải giả. Từ đó cho thấy tu hành là tu điều gì? Khi ta thật sự hiểu rõ mới biết tu hành là tu tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chánh, không có gì không chánh. Nếu tâm ta lập tức xảy ra vấn đề, tâm không được lệch lạc, tâm không được tà ngụy. Tất cả lành dữ họa phước không cần đi hỏi người khác. Quý vị xem ý nghĩa này hay biết bao. Bồ Tát Pháp Tạng hỏi Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Thế Gian Tự Tại Vương Phật trả lời như thế nào? Ông hỏi bản thân ông. Ông tự tư duy, ông tự nên biết, ông nên tự nhiếp. Quý vị xem hoàn toàn ở chính bản thân Ngài. Đức Phật không dạy Ngài, đây chính là chân thật dạy Ngài. Nếu quý vị hỏi việc lớn sanh tử, muốn hỏi lành dữ hòa phước, đời sau ta đi về đâu, Đức Phật sẽ nói hỏi bản thân quý vị. Bản thân quý vị khởi ý niệm gì? Hỏi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của quý vị sẽ hoàn toàn minh bạch. Đức Phật trả lời chính là ý này. Chúng sanh trong mười pháp giới, tất cả đều là tự làm, tự chịu, không được trách người. Trách người khác là có tội. Không ai dạy quý vị. Thánh hiền nhân dạy quý vị làm thiện. Yêu ma quỷ quái dạy quý vị làm ác. Họ dạy quý vị không tiếp nhận. Không sao. Họ dạy quý vị tiếp thu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta hành thiện, chúng ta tiếp thu việc tốt. Yêu ma quỷ quái dạy chúng ta làm việc xấu, chúng ta không đồng ý. Không sao. Chúng ta tiếp nhận, quý vị tự làm, tự chịu. Tuy họ dạy quý vị nhưng không thể ép buộc quý vị làm. Cho nên vẫn là tự mình phải chịu trách nhiệm. Phật Bồ Tát khuyên quý vị làm thiện, quý vị tu thiện rất tốt. Phật Bồ Tát không bắt chúng ta cảm ơn. Vì sao? Vì tự quý vị làm. Quý vị không tự làm, Phật Bồ Tát cũng không thể cưỡng bức được. Phải hiểu đạo lý này. Bởi thế Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh không kể công. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh, sau cùng nói một câu, thật sự không có chúng sanh được độ. Họ được độ là việc của chính họ, họ chịu tu tập, chính họ độ họ. Phật Bồ Tát nói lời chân thật. Các ngài chỉ khuyên mọi người
tự quý vị giác ngộ, quý vị tự quay đầu, tự quý vị hành thiện, tự quý vị đoạn ác, tự quý vị thành tựu, toàn là tự quý vị. Nếu Bồ Tát có thể cưỡng bức chúng ta làm theo, không phải mỗi người chúng ta đều không thể thành Phật ư? Họ không thể bức ép chúng ta, bởi vì trách nhiệm phải tự mình gánh vác, không được đùn đẩy cho Phật Bồ Tát. Nói thật thì tất cả pháp không thể cầu ở ngoài tâm, cầu ở ngoài tâm là sai. Phật giáo nói ngoài tâm cầu pháp gọi là ngoại đạo. Phật giáo nói ngoại đạo không phải phê bình người khác. Như thế nào gọi là ngoại đạo? Ngoài tâm cầu pháp. Quý vị cầu pháp với thế gian tự tại dương Phật, đây chính là ngoài tâm cầu pháp. Quý vị đừng cầu người khác, cầu ở khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chính mình. Như vậy có nguyện tất thành. Quý vị cầu Phật có thể thành Phật, cầu Bồ Tát là có thể thành Bồ Tát. Quý vị không được sai lầm. Nếu quý vị cầu là tăng trưởng lòng tham, sẽ đọa vào đường ngạ quỷ. Vì sao vậy? Vì đây là quý vị cầu được. Nếu tâm sân nhuệ, tâm ngạo mạn, tâm đố kỵ, đó là địa ngục hiện tiền, cũng là chính quý vị cầu được. Tâm như thế nào, ý niệm cũng là như thế, hành vi như thế, nó ứng với quả báo gì? Nhất định xuất hiện. Toàn là tự mình cầu được. Nếu quý vị là tâm Phật, bất cứ sự nghiệp nào quý vị làm đều là Phật sự. Quý vị dùng là tâm Bồ Tát, mọi việc quý vị làm đều là việc Bồ Tát. Nếu như dùng tâm tham, những gì quý vị làm đều là việc của ma quỷ. Tham là ngạ quỷ. Ngày ngày nổi nóng, ngày ngày oán hận, ngày ngày mắng người, làm là việc địa ngục, sân nhuế. Hoàn toàn ở chỗ dụng tâm. Đây không phải là việc của chính quý vị ư? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là sản phẩm do khởi tâm động niệm và ngôn ngữ tạo tác của quý vị nó biến hiện ra. Điều này đâu cần hỏi người khác. Phật cũng không hỏi, còn cần hỏi yêu ma quỷ quái ư? Còn cần đi hỏi ư? Không cần thiết. Giải đáp này rất hay. Phật và Phật đang nói với nhau. Nếu chúng ta lãnh hội được sẽ biết. Nó giúp ích rất lớn cho việc tu hành của chúng ta. Ngày nay chúng ta muốn đến thị giới cực lạc. Điều này rất dễ. Vì sao vậy? Vì không cần đoạn phiền não. Đoạn phiền não, vô minh, trần sa, kiến tư, đâu phải chuyện dễ. Ngày nay chúng ta chỉ cần nắm chắc câu danh hiệu A-di-đà Phật là thành công. Thành công rất cao, thành công thù thắng, không có gì sánh được. Không tin pháp môn này mà tìm tòi pháp môn khác, như vậy là sai. Thâm ý là ở đây. Quý vị có thể nghe được Phật A-di-đà, có thể nghe được Kim Vô Lượng Thọ, là nhân duyên hy hữu.
quý vị đến đâu mới tìm được? Đặc biệt cái này bản hội tập của Hạ Liên Tư, chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong thời hiện đại. Nam mô A Di Đà Phật.